Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện giảng giải. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian tháng 5 năm 1998. Tập 7 Xin mời mở bổn kinh ra Hôm qua dạng đến Thế tôn phóng quang Hiện tướng lành Trong mười thứ quang minh vân này Chúng ta dạng đến Loại thứ năm Là đại tam muội quang minh vân bây giờ chúng ta bắt đầu xem từ loại thứ sáu là đại kiết tường quang minh vân kiết tường là một từ thông dụng dùng để chúc tụng hỏi thăm vào thời xưa ở trung quốc sao gọi là kiết tường ừ. cổ đức nói đây là từ nghĩa lợi nghĩa là nói những gì chúng ta đáng phải có đều có thể có được một cách viên mãn đây là kiết tường cái không nên có mà bạn có được thì đó chính là tai họa cho nên nói đó là bất nghĩa bất nghĩa chúng ta lấy của cải để làm thí dụ của bất nghĩa chính là phạm giới trộm cắp ở trong phật pháp là bạn không nên có bất luận bạn dùng thủ đoạn gì để đạt được thì tội lỗi này đều rất nặng cho nên kiết tường là những gì đáng phải có bạn đều có thể có được viên mãn nghĩa chính là đáng có câu này là nói rất rõ ràng đây là đức của nghĩa lợi đại bồ đề đại niết bàn ở trong phật pháp là cái chúng ta đáng phải có được Trí huệ đức năng vốn có Trong tự tánh Là cái chúng ta đáng phải có được Không có khác gì so với trí huệ Công đức Trong quả địa chư Phật Chúng ta hiểu được ý nghĩa này Mặc dù chính mình chúng ta là lấy phàm phu để bàn luận tánh đức của chúng ta chưa có khai mở ở thế gian này có thể nói là không chỉ là đời này mà đời đời kiếp kiếp phước báo của chúng ta đều là do tu mà có không phải xứng tánh kiến tánh rồi thì trí huệ phước báo trong tự tánh của bạn mới có thể hiện tiền phước báo đó mới là chân thật Giống như dòng suối tuôn ra gì Lấy hoài không hết Dùng mãi không cạn Đó là phước báo xứng tánh Trước khi chưa có kiến tánh Thì phước báo này là do tu mới có Phước do tu thì có thể dùng hết Chỗ này chúng tôi nêu một thí dụ Để mọi người dễ hiểu Tánh đức Thí dụ như Bản thân bạn có gia tài Có gia nghiệp trong nhà bạn có mỏ vàng số lượng vàng chứa trong mỏ vàng nhiều vô cùng bạn đời đời kiếp kiếp cũng dùng không hết nhưng hiện nay mỏ vàng này bị đất đá dùi lấp chưa có khai thác bạn không có một xu nào cả bạn muốn có cơm ăn thì phải làm thuê bạn kiếm một chút tiền để sống tạm qua ngày tuy trong nhà bạn có tài sản ức dạng mà bạn không thể sử dụng được bát nhã trí huệ công đức tiền của ở trong tự tánh chúng ta là giống như mỏ vàng này vậy chưa có khai thác cho nên hiện nay rất khổ sở phải đi làm thuê từng ngày ở ngoài đường phước báo này là có thể hưởng hết hơn nữa nhất định phải đi làm thuê như lý như pháp nếu như đầu cơ trục lợi làm càng làm bậy là bạn phạm tội rồi phạm tội không những bạn không thể có được cái bạn đáng phải được trái lại bạn còn bị pháp luật trừng phạt đạo lý này chính là như vậy cho nên thế gian này chúng ta nhất định phải hiểu rõ không phải cái mà chúng ta đáng lý phải có thì nhất định không được lấy với trộm cấp của nhà Phật. Ý nghĩa của trộm cấp là không cho mà lấy. Bất luận dùng thủ đoạn gì. Tài sản không phải của mình mà bạn nhận lấy. Là họa chứ không phải là phước. Điều này nhất định phải biết Cho dù của cải trong số mạng mình có đi nữa Chúng ta cũng phải giác ngộ mình ở trong đời sống hưởng thụ nó thật ra là rất ít chúng ta không nên nghĩ đến cả đời nghĩ đến cả đời thì sẽ rất dễ phạm nhiều lỗi lầm người chân thật giác ngộ họ nghĩ như thế nào vậy một ngày ta hưởng thụ trong ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ngày mai nghĩ đến ngày mai bạn sẽ có vọng tưởng phân biệt chấp trước bạn liền sai rồi chỉ nghĩ ngày hôm nay không có ngày mai nhu cầu sống trong ngày hôm nay còn dư bao nhiêu đều đem bố thí cho người khác có phước thì cùng hưởng với tất cả chúng sanh bạn muốn hỏi ngày mai thì làm sao ngày mai sẽ được càng nhiều hơn sao được càng nhiều hơn vậy họ đang gieo phước gieo phước thì cái phước báo này sẽ dính diễn tăng trưởng thêm. Phước họ không bị mất đi. Chúng ta nhìn thấy người thế gian trên toàn thế giới, mỗi khu vực đều có thể nhìn thấy được. Người có của cải, dốc sức tích chứa, dốc sức làm tăng thêm của cải cho mình, đối với sự nghiệp phúc lợi xã hội, như nhìn thấy người nghèo khổ thì một xu cũng không cho. mà chẳng được mấy năm họ bị xa xúc nhà tan cửa đát tài sản của họ thấy đều bị tiêu hao mất sạch đều mất hết loại hiện tượng này xưa nay trong và ngoài nước thường hay gặp thấy lưu ý một chút sẽ thấy thế gian này hiện nay ngày càng rõ ràng tại vì sao không đem số còn dư đó đi tu phước chứ đây chính là mê hoặc điên đảo chúng ta nói đến kiết tượng nhất định phải hiểu được ý nghĩa này tánh đức chúng ta tạm thời không nói đến ở trên tu đức biết mình tu như thế nào làm sao mới tu được đại phước lợi trên kinh này muốn dạy cho chúng ta điều này loại thứ bảy là đại phước đức quan minh vân thêm vào ba chữ quan minh vân đều là xứng tánh phước đức là trợ đạo chính là từ bố thí đến thiền định trong hạnh bồ tát đều là thuộc về trợ đạo bởi do sự trợ duyên của bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định thì mới có thể thành tựu trí huệ vô lậu nếu không có năm loại phía trước cho dù có trí huệ thì trí huệ đó là hữu lậu trí huệ hữu lậu trong phật pháp gọi là thế trí biện thông chứ không phải là trí huệ bát nhã Tại vì sao Phật đặc biệt chú trọng ở tu phước vậy? Khi chúng ta thọ tam quy, quy y Phật, nhị túc tôn. Chữ nhị chính là hai loại phước và quệ này. Túc là viên mãn. Thành Phật rồi, thì hai loại phước đức và trí huệ này của họ đều viên mãn Phước đức không ai có thể sánh bằng Cho nên xưng là tôn quý nhất Từ đó cho thấy Phật tuyệt đối không phản đối người ta tu phước Mà còn khuyến khích người tu phước Vì sao vậy? Tu đạo là công việc tương đối không dễ dàng nhân duyên chướng ngại đạo rất nhiều trong quá trình bạn tu học chứng đạo có rất nhiều chướng ngại rồi phước đức có thể bảo vệ chánh pháp có thể thật sự hộ trì bạn chúng ta nói thiên long quỷ thần hộ pháp đến hộ pháp cho bạn Họ dựa vào cái gì để hộ pháp cho bạn vậy? Nhìn thấy bạn có phước, có đức. Nếu bạn không có phước đức, không tu phước đức, hằng ngày cứ cúi đầu hành lễ thì người ta cũng không thèm quan tâm đến. Dựa vào cái gì để hộ pháp cho bạn đây? Bạn chịu tu bố thí thì người ta không phục bạn. Tán thán bạn. Bạn chịu trì giới thì người ta tôn kính bạn rồi cho nên chúng ta muốn cầu mong được chư Phật hộ niệm, Long Thiên ủng hộ thì không phải hàng ngày cúi lại các ngài, hàng ngày cầu các ngài, bợ đỡ các ngài, nịnh nọt các ngài, việc này là vô ích. Chỉ cần mình nghiêm túc dựa theo lời giáo huấn của Phật Đà mà làm, không cần cầu các ngài, không cần quan tâm các ngài, các ngài sẽ tự nhiên hộ trì. Vì sao chị? Các ngài tôn kính bạn mà bạn ở trong quãng đại quần chúng bạn khác họ người ta tạo nghiệp còn bạn tu phước là đạo lý như vậy chúng ta phải hiểu rõ trên hình thức thì chúng ta làm nghi lễ nhưng thật sự mà nói là làm cho đại chúng xã hội thấy Dùng loại cách thức này Gợi ý cho đại chúng Để cho những chúng sanh mê quạt điên đảo này Giác ngộ Quay đầu Cho nên những nghi thức này Làm rất long trọng trang nghiêm Đạo lý là ở chỗ này Tuy đại chúng xã hội chưa nhìn thấy chúng ta làm nghi thức này Long trọng trang nghiêm đến như vậy Nhưng quỷ thần đã nhìn thấy rồi Từ đó cho thấy Tất cả mọi hình thức Là nhằm phổ độ tất cả chúng sanh mà làm Đó là bề ngoài Có ngoài thì phải có trong Bên trong là thật tu Nội tâm thanh tịnh bình đẳng giác Biểu hiện ra bên ngoài là lục độ dạng hạnh thành tựu phước báo rộng lớn chân thật phước báo có thể trừ được chướng ngại có thể giúp chúng ta khai mở trí huệ ngạn ngữ thế gian nói là phước chí tâm linh người này phước báo đến rồi thì họ sẽ rất thông minh bình thường thấy họ rất khờ nhưng khi phước báo hiện tiền thì họ bỗng nhiên thông minh ngay lời nói này cũng có đạo lý tu định là nguyên nhân chủ yếu của khai huệ tu phước là trợ duyên giúp bạn khai huệ cho nên cần phải phước huệ xong tu Câu tiếp theo là Đại Công Đức Quang Minh Vân Công Đức Khác biệt so với Phước Đức Phước Đức chúng ta bình thường gọi là Phước Báo Phước Báo Có thể hưởng chung với người khác Còn Công Đức thì vô phương rồi công đức là gì? công là công phu tu học, tu học có công phu thì bạn nhất định có thu hoạch. chữ đức này có cùng ý nghĩa với chữ được trong được mất. bạn nhất định có thu hoạch. ví dụ như trì giới có công, tu giới rất tốt là có công thiền định là được nhân giới được định giới tu tốt đi nữa mà không thể được định là do công phu còn thiếu một chút giữ giới rất tốt nhưng tại vì sao không thể đắc định vậy cổ đức nói rất hay bản thân tu hành rất tốt theo cách nói hiện nay là rất đáng tự hào vậy thì xong rồi rất đáng tự hào thì xong rồi bạn nghiên cứu kinh điển rất tốt rất đáng tự hào giảng kinh trên bục giảng rất hay rất đáng tự hào tự hào thì xong rồi liền mất hết công đức rồi tự hào là gì là phiền não trì giới đến cuối cùng phiền não hiện tiền cho nên đại sư lục tổ huệ năng ngài nói rất hay nói trên đàn kinh người chân thật tu đạo không nhìn lỗi thế gian nếu bạn trì giới đến mức không nhìn lỗi của người thế gian thì liền đắc định ngay bạn trì giới đã biến thành công đức rồi trì giới đắc định thì trì giới là công đức trì giới không thể đắc định thì trì giới là phước đức cho nên trì giới có hai loại một cái là công đức một cái là phước đức do giới được định tu định cũng là như vậy tu định nếu khai trí huệ thì định biến thành công đức định đó có công Tu định mà không thể khai trí huệ. Thì định này là thiền định thế gian. Tu tốt đi nữa cũng chỉ là tứ thiền bác định mà thôi. Các vị nên biết, tứ thiền bác định đều chưa có khai trí huệ, không thể ra khỏi tam giới. Đạo lý này chúng ta nhất định phải biết. Người tu hành Rất dễ khởi tâm Tăng thượng mạng Tăng thượng mạng chính là Người thế gian thường nói là Rất đáng tự hào Người khác không bằng ta Ta cao hơn người khác một bậc Chỉ cần khởi lên ý nghĩ này Thì công đức của bạn hoàn toàn đã mất rồi Công đức lớn có thể diệt tội, có thể diệt ác, có thể sanh thiện. Công đức là có thể diệt ác sanh thiện. Nếu chúng ta tu học mà ác vẫn tăng trưởng, thiện không thể sanh. Vậy là hoàn toàn sai lầm rồi. Điều này chúng ta không thể không biết Cương lĩnh nguyên tắc Tu hành ở trong nhà Phật Chú trọng ở tu quán Tông Thiên Thai nói Tam chỉ tam quán Chúng ta niệm Phật Cũng không có lìa khỏi nguyên tắc tu quán này quán là gì quan niệm tu quán chính là đem những quan niệm sai lầm trước đây của chúng ta đều chỉnh trở lại đây gọi là tu quán thông thường nói tu học có ba cấp bậc Trong tông môn thường nói Cấp thứ nhất là quán chiếu Thế nào gọi là quán chiếu vậy? Thường xuyên nhắc nhở Những quan niệm giác ngộ Nhắc nhở từng giây từng phút Đây là quán chiếu Công phu quán chiếu Đắc lực rồi Theo tông tịnh độ của chúng ta mà nói chính là công phu thành khối. Có được công phu như vậy, thì nhất định được sanh tịnh độ. Vì sao vậy? Niệm niệm có thể không mê. Niệm niệm đề khởi được quán chiếu. Ở trong tông tịnh độ chúng ta chính là đề khởi câu Phật hiệu. Tâm địa vừa động niệm. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần. Trong tâm khởi ý niệm ý niệm thì không ngoài thiện ác thuận theo ý của mình liền khởi tâm tham không hợp theo ý của mình thì khởi sân hận sẽ động cái ý nghĩ này khi không có thuận nghịch thì khởi vô ký nhưng cái này đều không tốt cho nên sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần tính cảnh giác của họ rất cao ý niệm vừa khởi lên liền a di đà phật lập tức chuyển thành a di đà phật việc này trong tông môn nói chính là quán chiếu chính là công phu quán chiếu cổ đức nói là không sợ niệm khởi chỉ sợ giác chậm ý niệm khởi lên không sao cả phải cảnh giác cho thật nhanh Câu Phật hiệu lập tức đề khởi lên Đem ý niệm này đổi lại Đây là công phu quán chiếu Khi công phu quán chiếu sâu rồi Thì tự nhiên Những ý niệm Vọng tưởng này Không khởi lên nữa Công phu thật sự có thể khống chế được Không khởi nữa Thì đây chính là sự nhất tâm bất loạn Trong tâm môn gọi là chiếu trụ, chiếu trụ là đắc định. Thiền định hiển tiền. Đến khi công phu bậc cao nhất là chiếu kiến. Chúng ta đọc tâm kinh, quán tự tại Bồ Tát, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Chiếu kiến, kiến là đã khai trí huệ rồi. Từ trong định khai huệ rồi trong tình tông chúng ta là lý nhất tâm bất loạn là chiếu kiến rồi chiếu kiến ngũ uẩn giai không ngũ uẩn giai không chính là chân tướng của vũ trụ nhân sanh nhìn thấy tất cả pháp trong vũ trụ chân tướng của nó là vô sở hữu bất khả đắc Hai câu nói này Phật đã lặp lại mấy trăm lần Trong Kinh Đại Bát Nhã rồi Cho nên bạn đem 600 quyển Đại Bát Nhã Xem lướt qua một lần Những câu khác đều không thể nhớ được Đều quên hết Chứ ấn tượng của câu này là quá sâu Chỉ cần bạn nhớ được sáu chữ này Thì tinh hoa của 600 quyển Đại Bát Nhã Bạn đã nắm được rồi Thế tôn thuyết Pháp quả thật có sự khéo léo của Ngài Lúc nào cũng khiến bạn nhớ được trọng điểm Tại vì sao Vô sở hữu bất khả đắc gì Là lời trong Kinh Kim Cang nói Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng Nhất thiết hữu vi pháp Như mộng huyễn bào ảnh Trong phẩm thập định của Kinh Hoa Nghiêm Nói thấu triệt hơn Chân tướng sự thật là gì? Sát na tế đây mới là chân tướng sự thật Sắc na tế chính là bất sanh, bất diệt Nếu như bạn thật sự thấu triệt, sáng tỏ Khế nhập cảnh giới này Thì chúc mừng bạn Mà đã quá tuyệt vời rồi Vì sao vậy? Bạn chứng được quả vị vô sanh pháp nhẫn Vô sanh pháp nhẫn chính là sáng tỏ sắc na tế Tất cả pháp bất sanh, bất diệt Sanh diệt đồng thời Trên Kinh Lăng Nghiêm nói Ngay đó sanh ra, ngay đó diệt mất Chính là sát na tế Cho nên mới là vô sở hữu Mới là bất khả đắc Đây là chân tướng sự thật Bạn cho rằng có sở hữu Cho rằng có sở đắc Đây là mộng tưởng Chúng sanh trong thập pháp giới Đừng nói là lục đạo đều chưa có lìa khỏi vọng tưởng. Có thể thấy cái cánh cửa của vọng tưởng này rất khó đột phá. Đột phá được cánh cửa vọng tưởng này, bạn liền thoát khỏi thập pháp giới. Bạn nhập nhất chân pháp giới rồi. Cho nên công đức nhất định phải tu. Phước đức cũng phải tu. Phước đức chú trọng ở trên sự tướng công đức chú trọng ở trên tâm địa xem tiếp câu thứ 9 đại quy y quang minh vân Chỗ này nói quy y là trở về tự tánh đây là đại quy y quy y tam bảo nói thật ra lý luận của nhà phật nói quy y tam bảo chính là căn cứ vào câu này Cái đầu tiên của Tam Bảo là Phật Bảo. Phật Bảo là tự tánh giác tự tánh Trùm khắp pháp giới Cho nên chỗ này Dùng mây quang minh Để hiển thị Phàm phu Đã mê mất tự tánh Nên chiêu cảm đến vô lượng vô biên tai nạn chúng ta dùng một thí dụ để nói như tánh tướng viên mãn tuy tánh không có tướng nhưng có thể hiện tất cả tướng tướng hiện ra là tướng phần của tự tánh tánh tướng là một nhất định không phải hai chúng ta thí dụ hiện tướng của tự tánh là thân thể cái này các chị dễ hiểu hơn thí dụ cho thân thể mình trong thân thể có một phần là giác ngộ nhưng cũng có một phần đang mê hoặc Phần nào là đang mê hoặc gì? Bất định Nơi nào đó trong cơ thể Mọc mục Nung mũ Thối rửa Sưng lên rồi là mê hoặc Là chúng sanh phần này đang mê hoặc Cánh tay này mọc mục Thối rửa rồi Thì tay kia mau mau giúp đỡ nó chứ Tay kia là Phật Bồ Tát Tay này là chúng sanh Là cùng một thể mà chúng sanh không biết tận hư không khắp pháp giới là chính mình vọng tưởng phân biệt chấp trước là bệnh độc một nơi nào trong cơ thể mọc mục thói rửa thì chính mình đang thọ khổ cho nên chúng sanh thọ khổ thì phật thọ khổ chúng sanh được vui thì phật được vui là cùng một thể mà a di đà phật là ai gì là tự tánh di đà tỳ lô giá na là ai là tự tánh tỳ lô giá na không phải người khác mà là chính mình ai biết được cho nên nếu nói thật với bạn bạn sẽ giật mình bạn cũng không tin còn phỉ bán phật tạo tội nghiệp càng nặng hơn cho nên có rất nhiều lời chân thật nhưng phật không nói nói ra sợ bạn hoảng sợ bạn không tin không thể tiếp nhận nếu chúng ta thật sự tỉnh ngộ ra được hư không pháp giới đều là chính mình thì lòng đại từ đại bi của bạn đối với bất kỳ người nào bất kỳ sự việc gì bất kỳ vật nào cũng đều yêu quý tâm yêu thương quan tâm giúp đỡ sẽ nảy sinh ra một cách tự nhiên chứ làm gì có phân chia đó đây chứ bạn cung kính tôi tán thán tôi tôi vẫn yêu quý bạn giúp đỡ bạn bạn phỉ bán tôi chà đạp tôi làm nhục tôi tôi vẫn yêu quý bạn mà giúp đỡ bạn vì sao chị bạn mê tôi không mê người không mê biết là cùng một thể còn người mê thì phân chia ta người giống như trên cơ thể bị bệnh nổi nhọt vậy Tế bào của bộ phận này Bị mê quạt điên đảo Không thể điều hòa với toàn bộ cơ thể Bất hòa với mọi người Hòa thì khỏe mạnh Bất hòa thì xảy ra vấn đề ngay Chư Phật như Lai Tán thán thích ca mâu ni Phật Xuất hiện vào thời ngũ trượt ác thế Giáo hóa chúng sanh ương ngạnh khó giáo hóa ý nghĩa của câu nói này sâu vô cùng nhóm chúng sanh can cường khó giáo hóa này giống như một bộ phận trên cơ thể bị nổi nhọt vậy họ bất hòa với mọi người họ ở trong đây phân chia ta người bản thân họ đang bị khổ nạn rồi Đọa địa ngục biến thành ngạ quỷ Phải nhận những tội khổ này vốn dĩ không có vốn dĩ không đáng phải nhận Nhưng họ nhất định muốn tạo tác Nhất định phải nhận thì có cách gì bây giờ chứ Vậy thì vô phương rồi Điều mà Phật có thể giúp đỡ là Dạy bảo Hướng dẫn Nói rõ chân tướng sự thật Bản thân chúng ta phải giác ngộ Nhất định phải quay đầu Quay đầu là bờ Quy chính là quay đầu Y là nương tựa Phải nương tựa tánh đức Ở chỗ này dùng quang minh vân để biểu thị Trong Kinh Hoa Nghiêm dùng Đại Phương Quảng để biểu thị Trên Kinh Hoa Nghiêm nói Đại Phương Quảng chính là quang minh vân mà chỗ này nói cái gì phải biết Mười câu Ở trong đoạn này Quang Minh Vân này Là hàm nhiếp Toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm hàm nhiếp toàn bộ Phật Pháp Vô lượng vô biên Pháp môn Mà toàn bộ tất cả chư Phật mười phương ba đời nói Đều bao gồm Trong mười loại quang minh vân này Không sót một Pháp nào Chúng ta phải thế hội được ý nghĩa này Quy y Pháp Pháp là tự tánh chánh Tự tánh chánh là gì? Là tự tánh vốn dĩ đầy đủ trí huệ bát nhã Tự tánh giác là căn bản trí Tự tánh chánh là hậu đắc trí Chúng ta gọi là quyền trí khi đối nhân sự thế tiếp vật chúng ta phải từ chỗ này mà thể hội mà khế nhập sau đó uyển chuyển mà thực hiện nó vào trong đời sống trong công việc ở trong đối nhân sự thế thì bạn mới khế nhập cảnh giới phật nhập cảnh giới phật thì tự nhiên sẽ thoát khỏi thập pháp giới không cần bàn đến lục đạo luân hồi nữa rồi chỉ thoát khỏi thập pháp giới rồi chúng ta khởi tâm động niệm lời nói việc làm không có khác gì so với pháp thân đại sĩ Chúng ta hoàn toàn chưa chứng được Pháp thân Nhưng thật sự là giống y như Pháp thân đại sĩ vậy Đây chính là phàm phu phát đại tâm mà Trên Kinh Hoa Nghiêm nói phàm phu phát đại tâm niệm Phật giảng sanh Xin thưa với các vị nhất định sanh về Thực báo trang nghiêm độ Tứ độ Tam bối cũ phẩm Chúng ta thấy đều có phần Đại sư thiện đạo nói rất hay Đại đức xưa trước thời Ngài thiện đạo thường nói Bốn phẩm thượng là Thượng thượng phẩm Thượng trung phẩm Thượng hạ phẩm Trung thượng phẩm Người trước đó nói Bốn phẩm thượng Đó đều là Bồ Tát giảng sanh Phàm phu không có phần Đại sư thiện đạo Đây là a di Đà Phật tái lai Ngài nói cho chúng ta biết Chính phẩm giảng sanh đều do duyên Là do gặp duyên không đồng Lời nói này rất hay Chúng ta là phàm phu Gặp được duyên thù thắng Thì chúng ta liền thượng phẩm thượng sanh Bồ Tát nếu không gặp được cái duyên này Nếu họ giảng sanh có thể vẫn chỉ là trung hạ phẩm là bởi do gặp duyên khác nhau, chứ không phải do chuyện khác. Vì mới gọi là pháp bình đẳng. Phù hợp với giáo nghĩa thanh tịnh bình đẳng giác trên đề kinh. Cho nên chúng ta đọc kinh, nghiên cứu giáo lý không được luống qua, không được uổng phí. Thời gian hiện nay của tôi tương đối cấp bách một chút Cùng lúc giảng đến bốn bộ kinh Tại nơi đây, đây là ba bộ Đến Hồng Kông Giảng Tứ Thập Hoa Nghiêm Tuy tôi giảng là Thực tiễn vào trong Đời sống hiện tại Nhưng những chú sớ của Đại Đức xưa đây Tôi xem rất nghiêm túc tôi không nhất định giảng theo họ nhưng những gì tôi giảng nhất định là khế hợp với ý của họ giảng theo chú giải của cổ nhân người hiện nay nghe không hiểu vô phương tiếp nhận rồi cũng không thể làm được chúng ta phải thật sự hiểu rõ nghĩa kinh những gì cổ nhân viết ra có thể cung cấp cho chúng ta làm tham khảo thử nghe xem các ngài nói như thế nào lại nhìn xem hiện nay là thế giới ra làm sao chúng sanh hiện nay là thuộc căn cơ dạng nào phỏ bệnh ở chỗ nào cái họ cần là gì chúng ta được kinh điển gợi ý được chú sớ của đại đức xưa gợi ý bỏ cũ làm mới chúng ta đến giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn thời hiện nay ngày nay giải quyết vấn đề xã hội giải quyết vô lượng vô biên tai nạn tai họa của chúng sanh do con người tạo ra cũng vậy do tự nhiên cũng vậy đều phải là một cuộc chuyển biến lớn từ trong tâm đó là nhất định phải yêu thương thế nhân Bạn mở rộng tâm yêu thương mình ra Để yêu thương tất cả chúng sanh Thì toàn bộ tất cả tai nạn đều tiêu trừ Chỉ biết có mình không thấy người khác Thậm chí là làm những việc tốn người lợi mình Đây là lời người thế gian nói người mê quặc điên đảo nói người chân thật sáng suốt thế là gì tổn người thì nhất định không lợi mình việc làm tổn người là tổn mình rồi điều này các vị phải biết như thế nào mới là thật sự lợi mình vậy lợi người mới chân thật là lợi mình lợi ích cho xã hội mới là thật sự lợi ích cho gia tộc bạn người thế gian mê hoặc điên đảo không biết được cái đạo lý này không biết được chân tướng sự thật này vì sao chị bởi vì cả xã hội cả thế giới chính là những tế bào ở trong thân thể của chính mình quan tâm bộ phận này lơ là bộ phận kia thì bộ phận kia sẽ sanh bệnh thôi bạn cần phải chăm sóc toàn diện ăn uống sinh hoạt hấp thu dinh dưỡng mỗi một bộ dị trong thân thể đều phải đạt đến ăn uống thiên lệch sẽ sanh bệnh bộ phận nào đó hấp thu được dinh dưỡng còn bộ phận kia thì bị thiếu hụt thì bạn tứ đại sẽ không điều hòa rồi dùng cái thí dụ này để thí dụ cho thế giới này là như nhau chỉ quan tâm đến quốc gia của ta không quan tâm đến quốc gia của người khác cuối cùng quốc gia người ta gặp nạn thì chúng ta cũng bị liên lụy rồi sự thật này hiện nay mọi người dần dần đã nhìn thấy rồi thế nhưng họ không biết quay đầu không biết nguyên nhân căn bản ở chỗ nào cho nên phật pháp trước tiên là mở rộng tâm lượng của chính mình tầm bao thái hư lượng chu xa giới đây mới là chân thật quy y chánh chánh tri chánh kiến vốn dĩ có trong tự tánh làm căn cứ cho tất cả sinh hoạt đối nhân sự thế của chúng ta thứ ba là quy y tăng ý nghĩa của tăng là tịnh tăng dùng cách nói hiện nay để nói là hiệp hội đoàn thể trong phật pháp bốn người được gọi là chúng chúng Dùng cách nói hiện nay để nói chính là một đoàn thể nhỏ. Bốn người trở lên sinh hoạt chung với nhau, làm việc chung với nhau. Đây gọi là một đoàn thể nhỏ. Thành viên ở trong đoàn thể này đều có thể tu lục quả kính thì gọi là tăng đoàn. cho nên gọi là tăng chúng người nào cũng tu lục hòa kính người nào cũng tâm địa thanh tịnh viên mãn thì tăng đoàn này là đáng được mọi người tôn kính nhất trong toàn bộ tất cả đoàn thể ở cõi trời và cõi người vì sao vậy họ hòa hợp hòa thuận cổ nhân trung quốc cũng nói là hòa vi quý trong luận ngữ nói là lễ chi dụng hòa vi quý hòa là tôn quý nhất chúng này là chúng trung tôn tôn là đáng được mọi người tôn kính là một đoàn thể rất cao quý đoàn thể này càng lớn số người càng nhiều mà kiến bất hòa thì đó không phải là tăng đoàn không phải đoàn thể mà người ta tôn kính Ý kiến từ đâu mà có vậy? Ý kiến đều là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cái gì thử nghĩ xem có đúng không? Là không phải thật. Trong tự tánh vốn dĩ không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ý nghĩa trong 10 câu này rất sâu. Nó mở đầu bằng đại viên mãn Và kết thúc bằng đại tán tháng Thật sự là Viên mãn đến cực điểm rồi Tám điều trong đây Từ bi là chỗ chúng ta dựa vào để phát tâm Trí huệ là điểm tựa để chúng ta tu hành. Bát nhã phá hết thảy mê quạt điên đảo. Tam muội trừ hết thảy chướng ngại. Các tường là đức hạnh. Chỉ nhận cái lợi có nghĩa phước đức là cái đức trợ đạo. Công đức là diệt ác sanh thiện. Tam bảo là nơi trở về nương tựa chân thật. Đây là đại cương của tánh đức viên mãn. Sau cùng tổng kết bằng tán thán. Ai tán thán vậy? Người không hiểu không biết về những sự lý này thì họ làm sao có thể tán thán được chứ? Người có năng lực tán thán, có tư cách tán thán là chư phật như lai các ngài sáng tỏ triệt để rồi cho nên chư phật như lai tán thán tán thán thành tựu của bạn tán thán bạn đã thật sự quay đầu rồi Ở chỗ này chúng ta nhất định phải biết Chúng sanh vào Phật vốn dĩ không hai Cho nên chư Phật như Lai Lễ kính chúng sanh Chỉ có chúng sanh mới xem thường Phật Bồ Tát Chẳng xem ra gì Phỉ bán Phật Bồ Tát không tin phật bồ tát nói xấu phật bồ tát nhưng phật bồ tát quyết không vì thế mà xa lìa chúng sanh vẫn cứ vĩnh viễn ở nơi đó mà quan tâm vĩnh viễn yêu thương phật không có xa lìa chúng sanh chỉ có chúng sanh rời bỏ phật bồ tát đây là chân tướng sự thật Chúng ta ngày nay học Phật, phải học Phật Bồ Tát, học cách dùng tâm của Phật Bồ Tát, học cách hành trì của Phật Bồ Tát. Không nên học theo chúng sanh. Học chúng sanh thì chúng ta lại phải tạo lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi đã tạo vô lượng kiếp rồi, khổ không thể tả, vẫn muốn tiếp tục tạo nữa sao? Trước đây chưa có gặp được Kinh Đại Thừa Đây là chướng nạn Không có duyên giác ngộ Chưa có duyên quay đầu Hôm nay gặp được rồi Chân thật là nhân duyên huy hữu Từ vô lượng kiếp Sau khi gặp được rồi Phải biết trân quý Phải quay đầu từ đây Không tạo nghiệp luân hồi nữa Thân tâm thế giới Tất cả buôn xã Y giáo phụng hành Thật thà niệm Phật Như vậy mới tốt Cẩn dịch Ban biên dịch Tình không pháp ngữ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a móc gmail com người đọc hạnh quan nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ phan thế phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ tảo trăm phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu xanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật thank you